xe máy bỏ rơi ở sân bay Tân Sơn Nhất xử lý để tránh hậu quả cháy nổ. Quý vị thân mến, tại bến xe miền Đông cũng có tình trạng tương tự, chủ bãi giữ xe đau đầu tìm cách giải quyết. Theo công ty TCP, đơn vị đầu tư và khai thác nhà xe, tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất kể từ khi hoạt động vào năm 2016 đến nay đã có gần 700 xe máy quá hạn mà người gửi không đến nhận, trong đó có nhiều xe đã được gửi 5 đến 7 năm. Đại diện nhà xe TCP cho biết, vào mùa cao điểm, đặc biệt là dịp lễ Tết, xe máy, ô tô lấp đầy bãi gửi xe, không còn chỗ trống, nhưng cũng không biết di chuyển gần 700 chiếc xe này đi đâu để lấy chỗ cho khách. Chưa kể, chủ bãi xe phải tốn kém chi phí để quản lý, làm vệ sinh những chiếc xe này. Nhưng ngoài chuyện xe máy bỏ rơi chiếm diện tích bãi giữ xe, tốn kém chi phí cho chủ bãi xe, điều đáng lo ngại là nguy cơ cháy nổ. Dù các chủ bãi giữ xe đã cho người cắt bình ắc quy, rút hết xăng, nhưng với một đống sắt kèm theo nhiều loại vật liệu dễ cháy thì nguy cơ không phải là nhỏ. Với tình trạng bỏ quên xe máy như vậy thì trong vài năm tới, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có một đống rác sắt thép từ vài ngàn xe máy mục nát đe dọa an toàn về cháy nổ. Xe máy bị bỏ rơi đa số đã thành rác nhưng không dọn được, đó mới là chuyện đau đầu. Ngay cả cơ quan công an cũng rối vì vấn đề xe máy bỏ rơi. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm tháng 3 năm 2023, có hơn 31.500 xe vi phạm bị tạm giữ tại 7 kho bãi chuyên dụng của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, trong đó có tới hơn 31.000 phương tiện hết thời hạn tạm giữ, nhưng người vi phạm không nộp phạt để nhận lại phương tiện. Xe máy là tài sản của công dân, bắt buộc phải xử lý đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền sở hữu tài sản của người gửi xe. Việc các chủ bãi giữ xe ở sân bay Tân Sơn Nhất và bến xe miền Đông gặp khó khăn là điều dễ hiểu. Tình trạng xe máy bị bỏ rơi không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn nhiều nơi khác, đặc biệt là thành phố lớn, cho nên cần phải có điều chỉnh các quy định xử lý loại tài sản này phù hợp, thủ tục thanh lý đấu giá hoặc tiêu hủy đơn giản, vừa đảm bảo tính pháp lý, vừa khỏi lãng phí và đặc biệt là tránh nguy cơ cháy nổ. Đối với xe máy bị bỏ rơi, đa số đã thành sắt vụn, chẳng lẽ lại bó tay? Dịch vụ công trực tuyến cần thông suốt hơn miễn, giảm phí. Quý vị thân mến, mặc dù đã 3 năm vận hành dịch vụ công trực tuyến, nhưng người dân, doanh nghiệp chưa quan tâm, vẫn lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp. Số liệu khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh qua 2 năm 2021 và 2022 rất thấp. Chỉ 3,05% người được phỏng vấn cho biết họ đã lập hồ sơ người dùng trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và chỉ có hơn 1% sử dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia của địa phương để làm thủ tục hành chính. Vì sao vậy? Câu trả lời là hệ thống không liên thông, làm dịch vụ công trực tuyến nhưng nửa điện tử, nửa thủ công. Tỉnh chưa liên thông với tỉnh, địa phương chưa liên thông với trung ương, các bộ ngành trung ương chưa liên thông với nhau thì trực tuyến cũng chỉ nửa vời. Nhiều trường hợp loay hoay với điện tử, cuối cùng rồi cũng ôm hồ sơ lên gặp cán bộ để giải quyết trực tiếp. Ngoài việc chưa liên thông, chưa đồng bộ, còn có một trục trặc nữa, đúng nghĩa là trục trặc kỹ thuật. Người dân, doanh nghiệp sử dụng hệ thống nhưng không phải dễ dàng mà nhiều khi gặp lỗi kỹ thuật. Trong trường hợp này, không biết hỏi ai, kêu ai, bộ phận nào sẽ giải đáp thắc mắc, khắc phục sai sót. Số hóa nhưng có nhiều sai số thì không bằng thủ công. Người dân, doanh nghiệp đều muốn thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến hơn là thủ công để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và các chi phí không tên khác. Nhưng không nhiều người tiếp cận dịch vụ, điều này chứng minh rằng dịch vụ công trực tuyến chưa thuận lợi. Thuận lợi có nghĩa là thao tác đơn giản, dễ dàng, hướng dẫn dễ hiểu, giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Còn một vấn đề rất được người dân, đặc biệt là doanh nghiệp quan tâm, đó là miễn giảm phí. Đúng là doanh nghiệp luôn mong muốn được miễn giảm phí, lệ phí để giảm bớt áp lực chi tiêu. Tuy nhiên nhà nước phải chi ngân sách cho bộ máy dịch vụ công trực tuyến hoạt động, không thể bao cấp toàn bộ mà người hưởng dịch vụ phải trả phí. Có điều cần tính toán để các khoản thu phù hợp, thủ tục thanh toán nhanh gọn, đó cũng là sự hỗ trợ đáng kể cho doanh nghiệp. Nếu như đặt lên bàn cân để cân đo đong đếm sẽ thấy được rằng nếu như dịch vụ công trực tuyến thông suốt, người dân, doanh nghiệp sử dụng thuận lợi hiệu quả thì lợi ích mang đến cho xã hội rất lớn. Còn miễn hoặc giảm các loại phí mà dịch vụ kém, phải loay hoay nửa điện tử, nửa thủ công, không tiết kiệm thời gian, tiền bạc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chiêu thức thay tên miền trong chớp mắt của web bóng đá lậu. Thưa quý vị, ngay khi bị phát hiện, nhiều web bóng đá lậu lập tức luân chuyển sang các tên miền khác nhau, tiếp tục phát tán nội dung vi phạm bản quyền, cá độ, cờ bạc trên các trang bóng đá lậu. Có niềm đam mê với môn túc cầu, anh NDK ở Quan Hoa, Cầu Giấy mua gói dịch vụ xem bóng đá tại một kênh dịch vụ truyền hình trả tiền với giá 195.000 đồng mỗi tháng. Song có nhiều trận bóng mà kênh này không có, anh lại phải tìm đến các trang bóng đá lậu trên mạng. Thời gian gần đây, Cristiano Ronaldo và rất nhiều cầu thủ mà tôi yêu thích sang Ả Rập Xê Út đá nên giải đấu đó đang rất thu hút. Song gói dịch vụ mà tôi mua lại không phát sóng các trận này nên tôi đành phải xem trên trang bóng đá lậu. Theo anh ca,
ưu điểm lớn nhất của các trang bóng đá lậu đối với người dùng là hoàn toàn miễn phí. Song ngay khi vừa truy cập vào những website này, màn hình người dùng tràn ngập các quảng cáo. Tiếp đến khi ấn vào xem từng trận đấu, nút cá độ lại tiếp tục xuất hiện để chào mời người dùng. Giao diện này đặt quảng cáo, trong đó có nhiều ô quảng cáo xuất hiện bất ngờ, khiến cho anh ta không ít lần ấn nhầm. Một điều khiến cho anh ta khó chịu là những trang web này thường hiển thị những bình luận tục tĩu của người dùng về trận đấu. Vì là kênh lậu nên tình trạng lỗi trang cũng diễn ra liên tục. Khi bị lỗi, màn hình website sẽ đơ trong khoảng 10 đến 15 giây. Ngay sau đó đội ngũ bên này lại sửa để thay thế một màn hình chiếu mới cho người xem. Chỉ cần gõ từ khóa xem bóng đá vào ô tìm kiếm của Google, hàng loạt đường link về các trang bóng đá lậu lập tức hiện ra, trong đó phổ biến nhất là trang Xôi Lạc TV hoặc các trang vệ tinh của trang này. Khi truy cập vào đường link của trang này, 1/5 diện tích màn hình của người dùng là các quảng cáo liên quan đến cá độ bóng đá, môi giới cờ bạc và các trò chơi trực tuyến vi phạm pháp luật. Trung bình mỗi trận đấu mà trang này phát lậu có tới hàng chục nghìn người xem. Cuộc rượt đuổi không hồi kết. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, trong lĩnh vực bóng đá, tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng thường xuyên diễn ra. Vừa qua đơn vị đã phối hợp với các doanh nghiệp lớn như là K+ và các nhà mạng để thực hiện các giải pháp ngăn chặn hành động vi phạm bản quyền. Thống kê của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho thấy, chỉ sau 4 vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh 2023, có 239 website phát trái phép, có tới 3.213 đường link cung cấp miễn phí 39 trận của 4 vòng đầu tiên. Chủ yếu nguồn nội dung của các trang này được lấy từ những doanh nghiệp được cung cấp chính thống, ví dụ như K+, FPT Play, TV360, MyTV. Ông Lê Quang Tự Do nói, nhấn mạnh đây là tình trạng ăn cắp bản quyền trắng trợn. Theo ông Do, trong số các website kể trên, Xôi Lạc TV là đơn vị vi phạm bản quyền trắng trợn nhất với 20 tên miền khác nhau. Trong trận đấu giữa Chelsea và Liverpool, có tới hơn 100.000 lượt xem trên các website của Xôi Lạc TV. Khi các nhà mạng chặn các website bóng đá lậu này, họ đổi địa chỉ IP, đổi tên miền rất nhanh, chỉ mất 5 đến 10 phút và tiếp tục livestream. Đó là cuộc rượt đuổi tốn rất nhiều nguồn lực. Ông Do cho biết, việc chặn các website này không khó, song cần nhiều người túc trực suốt trận đấu để phát hiện tên miền mới lập và xử lý. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử hiện đang phối hợp với cơ quan công an và các doanh nghiệp để kiên quyết đấu tranh. Xôi Lạc TV là hệ thống website vận hành rất chuyên nghiệp, do vậy việc xử lý sẽ không chỉ dừng ở vi phạm hành chính mà phải có những mức xử lý cao hơn. Cũng theo ông Do, nếu như người dân tiếp tục ủng hộ các website lậu, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chính thống sẽ không mua nội dung bản quyền với chi phí cao. Điều này đã từng xảy ra trong quá khứ, khi đó chính người dân sẽ bị thiệt thòi. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. We'll be right back.